xương của loài này nó chắc hơn xương của loài kia rất nhiều. Rất là chắc. Nên là mọi người thấy cái thịt của nó dược. Đấy. Thịt nó phải xương chắc lắm. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây mọi người, thì hôm nay anh em mình sẽ thịt cái con chăn khổng lồ này để mà nấu cao mọi người. Bởi vì là bây giờ thì gần như là cao anh em mình cũng hết rồi. Đấy. Cao là con chăn này là chiến binh của Mắc Khùng ấy. Mắc chiến đấu. Kia con kìa. Làm con giáp của thực Việt. Đấy, con này là con chăn gấm vừa rồi Mắc vừa bắt được xong mọi người nhá. Đây là anh em mình sẽ thịt để nấu cao. Đấy, cái nhu cầu cao thì nó cũng khá là nhiều. Nên là anh em mình phải đổ hẳn ra đi, đổ hẳn ra đi cho. Đấy. Đừng bâu vào nó nhá. Để cho mọi người xem á. Đấy, mọi người ấy chưa? Đấy, mọi người ấy chưa? Đấy. Đấy, mọi người này. Ấy, con này á phải 7 mét không hết. Chân gấm nó dài mà. Đây mọi người này. Đấy. Ôi đâu rồi, cái cảnh mà đây cho mọi người xem. Đấy. À. Cái cảnh mà thịt thì sẽ không không cho úi sờ. Đấy. Nhưng mà mình sẽ tí nữa mình thịt mình sẽ quay mọi người xem nhá. Đây mọi người nhá. Sau khi mà gây mê thì em nó đã làm im. Bởi vì cái giống chăn rắn thì mọi người biết rồi, nó rất là lâu chết. Đấy. Và khi thậm chí những cái con rắn có thể chặt cái đầu nó rồi nhưng cái đầu nó vẫn cắn được. Đấy. Thì bây giờ anh em mình đã gây mê xong em chăn khổng lồ rồi. Nên là anh em mình sẽ thịt nó, mổ bụng nó để làm nguyên liệu nấu cao chăn mọi người nhé. Đấy. Chăn này thì là chăn gấm. Cái con chân gấm thì nó khác với con chân đất. Cái con chân gấm thì thứ nhất là chiều dài, cơ thể nó rất là cao. Đấy, nhưng mà cái tuổi thọ của nó cũng rất là lâu. Bởi vì là chân gấm thì nó chậm phát triển hơn cái con chân đất. Đấy, và cái chiều dài cơ thể nó dài hơn chân đất rất là nhiều. Đấy. Nên là anh em mình khi mà một con chân đất nó tầm như này nó chỉ tầm khoảng 5 năm tuổi thôi. Nhưng nếu mà một con chân gấm mà được như này nó phải hàng chục năm tuổi mọi người. Đấy. Nên là tại sao bảo là chân gấm này giá trị của nó hơn ở cái chỗ đấy. Và cao chân gấm thì nó cũng rất là hiệu quả mọi người nhé. Chỉ là cần lật lên thôi em ạ. Lật ngửa lên ra ngoài đầu để luôn ngoài đấy cho nó đỡ. Đỡ đấy. Đỡ bị cái cảnh giết mổ này thì nó cũng không được khuyến khích cho lắm mọi người. Thế nhưng mà vì mình làm cao cho mọi người thì mình phải quay cái cảnh thịt này cho mọi người xem. Để mọi người biết cái giá trị cũng như là cái không phải ấy đấy ra đâu biết. Cứ làm đi. Đấy, giá trị cũng như là cái ấy của nó. Đấy. Khi mình nấu cao thì mình phải có nguyên liệu. Nguyên liệu mình phải tươi, ngon. Và hàng hoang dã thì nó mới đạt được cái chất lượng như mình mong muốn. Chứ không thể nào mà nguyên liệu là nó không ra gì là hỏng bét cả nhà. Cái cơ nó bắt có chứ, bọn này cơ nó bắt cửa quậy này.
từ bên ấy em cứ rạch một lỗ thì bắt đầu mình mới ấy được. Đây nha mọi người nhá, thì đây là con chăn anh em mình thịt ra, mọi người nhìn này, mỡ chăn này rất là tuyệt vời luôn. Tí nữa thì mình sẽ làm mỡ chăn để ngâm mật ong cho mọi người xem, và cái mỡ chăn ngâm mật ong thì có tác dụng gì thì tí mình cũng nói cho mọi người biết luôn. Đấy, mọi người thấy khi mà con chăn tươi mà mình thịt ra nó sẽ quặn quặn người như thế này. Đấy, cái cảnh này thì chắc chắn là mình sẽ phải để đen trắng rồi mọi người nhé, bởi vì là nó có cảnh máu me này nè, mình phải để đen trắng này. Mọi người xem cũng thông cảm cho mình cái vấn đề đấy nha. Đây mọi người nhá. Đấy, xương của loài này nó chắc hơn xương của loài kia rất nhiều. Đấy, nó rất là chắc nên là mọi người nhìn thấy cái thịt của nó này, không được xương. Đấy, miếng thịt của nó này, xương mà chắc lắm. Úi. Rất là chắc. Còn bên này là mỡ của nó đây nhé. Tí nữa mình sẽ làm cái video về mỡ cho mọi người xem. Trời ơi, đây là cái nguyên liệu để mà tạo được một lồi cao chăn. Nguyên liệu chính tức là thịt chăn tươi. Đấy. Wow, chất lượng. Cái đoạn sườn ấy em lấy dao em cứa đi thì nó dễ hơn là chặt. Đổ cái nước đỏ tiết trong bụng nó ra. Nếu đi lại nó chai rồi. Đấy, giúp em chặt đến đâu em cầm cái cạnh em xé em rạch phát xong rồi là đấy, nó dễ hơn kiểu. Đấy, nó chỉ băm mỗi cái sống thôi. Đấy, thì nó nhàn hơn cho mình, đúng không? Đấy, nhiều tảng thịt to chả bá mọi người. Ấy, cả nhà xem đấy. Ngắn ngắn thôi, vừa vừa thôi, chơi dài thế. Chặt cho nhanh hết rồi. Đây này, cái đậu trắng này. Mọi người thấy chưa? Quá là chất lượng. Ấy, nghe nó chặt xương sống của nó bình bình kìa. Anh xem chặt xương chân mình nhả dao được. Không phải khả năng không nhả được. Dao này, dao con này chặt hơi nhiều rồi đấy. Mấy căn rồi đấy. Mấy con rồi đấy. Đấy. Quá là chất lượng mọi người. Đấy, mọi người nhìn. Phải nói cái cơ của nó về đến đây rồi nó vẫn còn giật này. Đấy, đấy, đấy. Chất lượng chưa? Thứ thịt nó tươi nguyên. Nhìn. Nó vẫn hoàn này nhỉ? Nó vẫn hoàn đấy. Đấy, đây là nguyên liệu để thịt chăn để nấu cao mọi người nhé. Đấy. Con trâu ấy nó quấn vào cái bụng đó rồi nhỉ. Ừ. Nó quấn vào tiết. Mọi người nhìn thấy chưa? Bên này Tường Vi đang làm là cái mỡ của nó mọi người nhé. Trông gì đây. Những cụ mỡ này đảm bảo này có thể làm mới được. Mỡ để ngâm mật ong. Mọi người nhé. Em cho cái rổ thưa thưa này. Cả nhà đấy chưa? Thôi đuôi nhé. Nào đuôi không? Đuôi hơi quý đấy. Mà biết bà ấy suốt ngày lên đây làm bị xô đuôi đấy. Đây cả nhà nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho nồi để nấu cho mọi người xem luôn. Đấy, cái nguyên liệu đầu tiên nó sẽ là gừng. Nó cũng sẽ có một vài cái nguyên liệu mà mình không quay cho mọi người xem, để tránh cái tình trạng nó nhiều vấn đề xảy ra. Ví dụ như là người nọ kia nấu nó lại bảo là giống mình, cái nọ kia thì mình sẽ tránh cái tình trạng đấy. Thì mình sẽ quay một số những cái bước cơ bản cho mọi người được xem đấy. Và hai người ấy thôi, còn một người ra làm cái kia đi, làm cái mỡ kia đi. Hơn Tuân lê đi, lấy thuốc bắc đi.
đấy mọi người này, đấy. À. Đấy. nấu cao chăn đấy mọi người nhé. Đây là thành quả của anh Mắc này. Mắc ơi, anh Mắc chó ơi, chiu ngậm ngậm rất bằng Việt. cho thuốc đây đi, cho cả là chỗ thuốc đấy vào. Đây là con chăn anh em mình đã nấu xong mọi người nhé. À, chăn này chăn gấm mọi người. Thịt xong rồi bây giờ nấu. Đây nguyên liệu đây mọi người, nó sẽ đủ cái vị thuốc để mà tạo lên cái cao chăn của thương hiệu của Sơn Bắc ẩm thực vùng cao nhé mọi người nhé. Cho nước vào, cứ đổ vào đi. Cho thêm tí vào. Đấy mọi người, xong rồi đậy vung và bật bếp thôi. Đấy chăn gấm. Đấy, mọi người có cái nhu cầu về cao chăn, cao rắn hổ mang thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình nhé. Mình sẽ gửi cho mọi người. Chăn gấm thì nó rất là tốt bởi vì nó sống lâu năm hơn chăn đất với cái trọng lượng như này. Rồi, ok chỗ ấy nó ok ấy. Đấy. Thì mình vừa mới thịt xong con chăn gấm mọi người nhé. Thì chăn gấm là một loài chăn rất là hiếm gặp và cái chiều dài cơ thể của chăn gấm, những cái đặc tính cũng như cái màu sắc của chăn gấm thì nó sẽ khác với chăn đất. Thì lần trước mình có làm cái mỡ chăn ngâm mật ong, thì cái mỡ chăn ngâm mật ong này rất là tốt cho sức khỏe cái với những người phụ nữ hay trẻ con, nhất là những người phụ nữ mà sau khi sinh em bé thì có ví dụ như bị gầy mòn, thì mình sẽ dùng cái sản phẩm là mỡ chăn này để ngâm với mật ong. Và cái mỡ chăn khi nó còn tươi nó sẽ như thế này mọi người nhé. Đấy, mỡ chăn khi còn tươi nó sẽ như thế này. Thế nhưng mà khi đã được ngâm với mật ong thì nó sẽ chín cái phần mỡ chăn này. Đấy mọi người, nó chín cái phần mỡ chăn này đi. Và nó sẽ chuyển thành một cái màu gần vàng như mật ong, trong suốt và vàng như mật ong luôn. Nó không còn màu trắng như này nữa. Đấy. Cái mỡ chăn này nó rất là thích hợp với những người phụ nữ mà sau khi sinh nở mà gần như là bị cái triệu chứng như là gầy mòn, ốm yếu thì ăn cái mỡ chăn ngâm mật ong này rất là tốt. Kể cả như trẻ em, ví dụ như các bạn hay bị lười ăn mà gầy thì mình sẽ dùng cái mỡ chăn để ngâm mật ong này cho trẻ ăn. Kể cả như sâu nhà mình chỉ cần biếng ăn thôi là mình đã cho sâu ăn cái này rồi, thì nó sẽ rất là chịu khó ăn uống và nó sẽ nhanh hồi phục cái cơ thể mọi người nhé. Thì chăn rắn thì đợt này mình bắt thì nó cũng không được nhiều như ngày xưa. Đấy, mỗi một năm thì tài nguyên nó sẽ bị gọi là ít đi một tí. Thế nhưng mà bắt được con chăn gấm thì anh em mình sẽ đã thịt nấu cao. Và hôm nay mình đã làm cái mỡ chăn để ngâm mật ong cho mọi người xem. Đấy. Mỡ chăn ngâm mật ong đây mọi người. Đấy. Bây giờ mình sẽ rót mật ong vào cho mọi người xem một tí. Đấy. Mật ong thì mật ong rừng nguyên chất thì đảm bảo mọi người về cái chất lượng của nhà mình thì từ trước đến giờ này. Đấy, này nó rất là đặc mọi người nhé, kể cả có dốc đổ nó cũng không thể chảy nhanh được. Đấy. Mọi người thấy chưa?
khi cái mỡ chăn này nó chín, mọi người ạ, nó sẽ chuyển thành màu y như mật ong rồi luôn. Nó sẽ chuyển màu như mật ong luôn. Mọi người ạ. Nó chuyển màu như mật ong luôn khi nó chín. Đây là một cái phương thuốc rất là quý để dành cho những cái người mà mắc những cái bệnh gầy mòn ốm yếu. Ví dụ như trước đây mọi người đã biết rồi, không biết là mọi người thế nào, chứ với mình như thời gian mà nhiều năm về trước ấy, nhà mình vẫn còn chăn rất là nhiều trâu. Những con trâu mà gầy ấy, nhà mình ngày xưa thì chăn khoảng vài chục con trâu cơ. Những con trâu mà gầy ấy, thì thường thường như bố mình hay lấy cái mỡ này này, xong rồi là dán lên một chút, xong rồi là cho cái con bôi vào cỏ cho con trâu ăn, nó rất là nhanh béo mọi người nhé. Đấy là ngay cả động vật nó cũng như thế, chứ đừng nói chi là con người mình. Nên là cái mỡ chăn mà ngâm với mật ong rất là tốt. Ngày xưa nhà mình rất nhiều trâu cả nhà. Mình đi ví dụ là đến 3 tháng hè mình đi chăn trâu trên rừng kia, hết 3 tháng hè mình mới về. Khi mà đi ví dụ đi được có 30 con nhưng về phải thành tổng khoảng 40 con, bởi vì là trâu cái nó sẽ đẻ mọi người nhé. Thường thường là nghỉ hè là cứ cho trâu lên núi chăn. Hôm nay mình tiếp tục làm cái mỡ chăn ngâm mật ong này cho mọi người. Như trẻ con mà cứ biếng ăn mà nó hơi bị kiểu như là suy dinh dưỡng ấy, thì mình sẽ cho ăn cái này, nó rất là tốt. Nó không cần nhiều. Mỗi một cái miếng như này mọi người cứ cho ăn, cháu ăn được khoảng 2 ngày là hết một miếng như này, cộng một tí mật ong. Cái này khi nó chín nó không khi nó chín cùng mật ong nó không có vị ngấy gì đâu mọi người, nó rất là ngọt, nó rất thơm. Là ngọt thơm bởi vì nó đã được pha trộn với mật ong rất là tốt. Mật ong nó làm chín cái mỡ rồi. Đây mọi người, giờ mình sẽ tiếp tục cho mật ong vào cho mọi người xem. Cái này thì mình để nói chung là rất ít khi mình có được những cái con chăn chất lượng cũng như cái mật ong tốt, nên là thường là mình sẽ ngâm đấy mọi người. Đó. Ngâm mật ong với cái này mà mình nghĩ rằng rất nhiều người cũng đang bị cái tình trạng như mình nói. Và đặc biệt nhất là những người phụ nữ gần như là trước đây như hay bị những cái bệnh như kiểu như là dạng trong cái thời kỳ mà sinh nở nó gần như kiểu như là hậu sản nó gầy mòn ấy. Đấy. Mà có cái này dùng vào thì nó lại người rất là nhanh mọi người ạ. Không hào ăn cái này. Kể cả bé sâu như em ăn nhé cả nhà nhé. Sâu như em ăn nhiều. Đấy. Chứ không phải riêng gì phụ nữ gì cả, mà kể cả trẻ con ăn rất là tốt. Mật ong quá đặc mọi người. Mật ong giúp ngược chai không chảy. Mật ong thì mình thì nó quá về nói về chất lượng của nó thì không có gì bằng.
Nhân rỗ xem em quán bơ đi. Đấy mọi người thấy chưa? Rất là đẹp mà cái chất lượng của nó rất là tốt. Nên là khi mọi người mà có những cháu nhỏ mà mang tính chất lười ăn một tí mà bị cái tình trạng như mình nói đấy, thì mọi người có thể mua một cái hộp mỡ chăn này về đã ngâm mật ong để cho các cháu bé dùng, cũng như những kể cả là đông hay phụ nữ mình mà bị người già trong nhà lớn tuổi ấy, mà bị gầy mòn ống yếu thì mình cứ dùng cái này nó sẽ lại người cho mình rất là nhanh. Để cho nó ngấm mật ong thêm, nó bắt đầu lại rót anh. Đấy, không vì hôm nay là mình lại có một cái con chăn gấm rất là chất lượng, cho nên là mình đã phải làm một cái nhu cầu của mọi người cũng hỏi mình rất là nhiều. Đấy, mình sẽ làm một cái lọ như này để gửi đi cho mọi người nhé. Đây. Đấy, mỡ chăn mình sẽ ngâm với mật ong rất là tốt. Lại chỗ kia ngâm vào cái nọ mình to cho cái nó sâu. Mình sẽ cho cái nọ ngâm để nhà dùng. Mọi người thấy chưa? Nó rất là tốt luôn. Cái đấy đừng xới chặt, xới nhà. Đấy, mọi người có cái nhu cầu về cái mỡ chăn ngâm mật ong, cao chăn cao rắn hổ mang, lấm linh chi mật ong rừng và tam thúc mật ong rừng trộn với mật ong rừng, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Đấy, mình sẽ tư vấn cũng như hướng dẫn mọi người cách sử dụng cho nó được cái thành quả tốt nhất mọi người nhé.